Rồi ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh GD Game Mobile của mình. Và anh em sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam nhé. Bên server Việt Nam thì ngày hôm qua đã update và cập nhật một cái em tướng mới vào trong cái thư viện. Và ngày mai thì sẽ chính thức là mở chiêu mộ. Đấy. Không như dự đoán của mình và các người chơi khác, cũng như là theo như bên server Âu và bên server Trung, thì bên server Việt Nam đấy có thay đổi và đổi mới, đó chính là ra em tướng là Wano Perona nhé anh em nhé. Một em tướng sát thương thuộc dòng Thất Vũ Hải, thì đây là tạo hình của Wano Perona. Đấy, phiên bản này là phiên bản sau time skip. Về các cái chỉ số cơ bản của Perona, đầu tiên là sức tấn công là 21.798 anh em ạ. Như vậy là sức tấn công là thuộc top 2 đấy, các cái con tướng có sức tấn công cao và cao ngang với cả Zoroema này, Sanji Steel Black nhé. Tiếp theo nữa là về cái tốc độ là 1686. Như vậy là tốc độ của Wano Perona ở đây thì cũng không được cao cho lắm đấy, nếu như top các con tướng sát thương đấy. Và tốc độ cao nhất hiện nay là 1690 thì Perona đấy, có tốc độ là nằm trong khoảng top 4, top 5 đấy, các cái con tướng có tốc độ cao ở trong con game kho báu truyền thuyết. Như vậy thì cũng là bình thường thôi, tốc độ là bình thường thôi. Còn các cái chỉ số về máu này, về phòng ngự thì đối với các em tướng sát thương thì chúng ta sẽ cơ bản là bỏ qua một chút nhé. Chỉ riêng một số con tướng ví dụ như là Seal of Red đấy, thì sẽ để ý thêm cái chỉ số phòng ngự và cái chỉ số máu. Đối với em tướng Perona này sẽ là một em tướng anh em có thể thay cho con tướng Mihawk. Rồi bây giờ sẽ cùng đến với kỹ năng 1, kỹ năng 3 và kỹ năng đánh thường của Perona nhé. Kỹ năng 1 của Perona thì nó sẽ gây 259% sát thương này đấy, cho địch ở vị trí phía trước, và nó sẽ gắn cái dấu ấn bóng ma tiêu cực đấy, cho tướng của đối phương. Đồng thời nó sẽ gây 30% sát thương nan sang địch đã mang cái dấu ấn bóng ma tiêu cực nha anh em nhé. Và tiếp theo nó sẽ tăng 10% giảm sát thương và tỷ lệ kháng bạn đấy, cho bản thân là Perona. Đấy, anh em thấy chưa? Khi mà nó sử dụng kỹ năng 1 xong thì nó sẽ tăng cái kháng bạo đấy. Tiếp theo nữa là trong cái kỹ năng 1 của Perona, nó sẽ tích 10% sát thương đấy, vào trong cái dấu ấn bóng ma tinh chất. Anh em có thể thấy là Perona cái cột máu, ngoài một cột máu màu đỏ thì nó sẽ có một cột là đang tích ở vị trí phía trên đấy, nó tích thành một cái cột màu tím anh em nhé. Tiếp theo là nó sẽ tích thêm là 3% sát thương với mỗi cái địch mà mang dấu ấn bóng ma tiêu cực bị đánh trúng. Còn đây là ulti của Perona, rất là đẹp và rất là nét và mờ lem luôn đúng không anh em, sẽ gây là 374% sát thương cho một địch hàng trước và thêm cái dấu ấn là bóng ma tiêu cực. Tiếp theo là tăng 10% là sát thương kỹ năng nếu mà tướng đối phương đã có cái dấu ấn bóng ma tiêu cực này rồi, và nó sẽ cài lại thời gian hồi của ấn. Cái cài lại thời gian ví dụ như là thời gian hồi chiêu là 2 đúng không, và khi mà sử dụng ulti nó chỉ còn 1 thôi thì Perona nó sẽ cài lại thành 2. Tiếp theo đó là nếu mà địch bị giết này đấy, bị giết chết ấy, hoặc là khi mà kết thúc cái thời gian tồn tại của ấn bóng ma tiêu cực ấy, thì sẽ lập tức là gắn cái dấu ấn bóng ma tiêu cực cho hai tướng địch mà chưa mang cái ấn này, đồng thời sẽ tăng 10% sát thương và 10% phòng thủ cho Perona. Như vậy là có một kỹ năng là rất là nhiều cái hiệu ứng luôn anh em ạ. Và đặc biệt là mình đánh giá em Perona này đấy, có tạo hình cái bộ kỹ năng đặc biệt ulti thì nhìn chung rất là chất lượng luôn anh em ạ. Đối với những anh em nào mà đam mê cái đẹp thì không thể bỏ qua em tướng Perona này được, có khi là còn to hơn cả em tướng Yamato nữa anh em ạ. Rồi, đam thường của Perona thì nó sẽ tấn công một địch của phía trước, và trong cái đam thường nó cũng tích thêm là 3% sát thương vào trong cái bóng ma tinh chất nhé. Đối với địch mà đã mang cái dấu ấn bóng ma tiêu cực thì sẽ tăng sát thương thêm 5%, nó sẽ tăng cái lượng đam tích từ 3% lên 5%. Và thứ tự của cái bộ kỹ năng của em tướng Perona thì cũng là 131 đam thường, 131 anh em nhé. Như vậy là như các cái con tướng khác thì Perona cũng có cái thứ tự ra kỹ năng là 131 nam thường và 131 anh em ạ. Em này thì mình thấy là tạo hình rất là đẹp luôn đấy, và có kết hợp thêm đặc tích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái kỹ năng thứ hai và kỹ năng thứ tư của em tướng Perona xem nó như thế nào nha anh em nhé. Đối với kỹ năng thứ hai, và khi anh em nâng đến full kỹ năng SP thì Perona sẽ tăng là 45% sức tấn công này, 25% máu này, 25% tỷ lệ bạo kích này, và vào đầu trận thì sẽ giảm 15% công của toàn thể địch duy trì đến cuối trận. Cái này rất là hay luôn anh em ạ, giảm 15% công luôn. Ok, thì đấy là cái kỹ năng thứ hai của Perona. Đối với kỹ năng thứ tư của Perona này thì đầu trận Perona sẽ nhận cái dấu ấn là sức mạnh u linh, thì đối với dấu ấn này sẽ tăng là 16% sát thương này, miễn sát thương này, và 16% tỷ lệ hút máu. Và sau khi Perona nó kích hoạt cái hiệu ứng là
sứ giả U Linh, tức là cái miễn tử anh em ạ, thì cái lượng sát thương này, miễn sát thương và hút máu nó sẽ tăng từ 16% lên đến 24% nha anh em nhé. Và cái này không thể cộng dồn. Tiếp theo là tích trữ 50%. Đấy, tích trữ 50% cái sát thương phải chịu vào cái ấn là cơ thể U Linh, tối đa là không quá 7 lần sức tấn công, và sau khi tử vong này, đấy, sau khi tử vong thì sẽ không cài lại. Đấy, nếu sát thương tích trữ trong cơ thể U Linh quá 80% thì trước khi hành động thì Perona nó sẽ xóa tất cả hiệu ứng bất lợi của bản thân. Đấy, sau đó là tấn công và gây đấy, sát thương cho tướng địch anh em nhé. Một cái bộ kỹ năng rất là hay luôn. Đấy, khi Perona mà chịu sát thương chí mạng này thì sẽ miễn tử này và duy trì một lượt. Đấy, sau đó sẽ hồi 50% lượng máu tối đa của bản thân, đồng thời sẽ nhận cái ấn sứ giả U Linh mới. Nếu như bình thường sứ giả U Linh thì chỉ tăng là 16% sát thương, giảm sát thương và hút máu, thì sau khi mà bất tử một hiệp, sau hồi 50% máu thì nó sẽ tăng cái chỉ số phần trăm này là lên 24% sát thương. Đấy, 24% miễn sát thương và hút máu nhanh nhất, kéo dài đến cuối trận luôn. Mình thấy là đối với kỹ năng nội tại này của Perona này thì nó sẽ rất là hay anh em ạ, bởi vì tất cả các cái đòn đánh của Perona, từ đánh thường kỹ năng 1 đến kỹ năng ulti của Perona thì đều đấy, kèm theo cái lượng sát thương tích, nên khi mà nó tích được càng cao thì lượng sát thương nó gây ra là càng lớn nha anh em nhé. Nói chung là đánh giá của mình đối với em tướng Perona này về ngoại hình thì đẹp miễn chê, về tạo hình kỹ năng 1, kỹ năng ulti và kỹ năng đánh thường thì anh em nhìn là anh em biết rồi đấy, còn chất lượng hơn cả em tướng Yamato nữa cơ, thì rất là đáng giá để những anh em nào hiện nay mà đang chơi ví dụ như Miao thường, Miao rồi thì anh em lấy về để anh em chuyển kỹ năng ST sang nhé. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.